Hội chợ và triển lãm thời trang quốc tế Việt Nam 2019 vừa được Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, Hiệp hội Da giày túi sách Việt Nam Le Faso và Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện N Group phối hợp tổ chức. Hội chợ triển lãm thời trang quốc tế Việt Nam 2019 có quy mô trưng bày gần 3.000 m2 với hơn 150 gian hàng, thu hút 100 doanh nghiệp hàng đầu thuộc lĩnh vực dệt may cùng nhiều đơn vị đại diện cho ngành da giày, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội chợ và triển lãm thời trang quốc tế Việt Nam 2019 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại, ngày hội của ngành thời trang Việt Nam, nơi hội tụ các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dệt may, da giày, trang sức và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Bên cạnh sự kiện hội chợ và triển lãm thời trang, còn diễn ra tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Cảm hứng thời trang và nét đẹp thời đại.